website đào tạo forex xin chào nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forest Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forest này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế trên chính những giao dịch của bản thân mình cho nhà đầu tư theo dõi và nhìn nhận đánh giá. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forest này phải thấy được những giá trị giao dịch thực tế từ chính những người được gọi là áo quân vô địch thế giới, pro trader hoặc chuyên gia Forest hoặc những người gọi là thầy dạy forest hoặc chủ các kênh YouTube, chủ của các diễn đàn forex họ phải minh chứng bằng thực tế để cho chúng ta nhìn nhận đánh giá và thấy rõ được các giá trị giao dịch vận dụng của kiến thức và trong thực tế không có chuyện thị trường này là đơn giản không có chuyện thị trường này dễ chỉ đơn giản là bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản chỉ có dễ là dễ mất tiền và bản thân các bạn sẽ là người phải chịu những hậu quả rất lớn cho chính những giá trị bản thân các bạn phải trả giá tôi mong muốn rằng trên thị trường bản thân các nhà đầu tư hãy đi chậm lại nhìn nhận mọi giá trị bằng thực tiễn trên thị trường không có giá trị phương pháp nào là đúng hay là chẳng có giá trị phương pháp nào là, là sai chỉ có một giá trị duy nhất trên thị trường giao dịch forex này là những người đứng ra chia sẻ những người đứng ra cho chúng ta thấy rõ được gọi là thầy dạy forex hay á quân forex thế giới hoặc Road trader họ phải minh chứng bằng thực tế từ chính những giá trị tài khoản của bản thân họ sâu cho chúng ta thấy rõ về toàn bộ quá trình họ giao dịch vận dụng ở trên thị trường đấy mới là giá trị để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch forex này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp hoặc tham gia vào học xong là có thể ra ngoài vận dụng được mà ngay cả bản thân chính những giá trị kiến thức phương pháp và những giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được thì tuyệt nhiên nhà đầu tư không thấy từ chính những người được gọi là thầy dạy forex hay là nhà road Trader hoặc là á quân forex thế giới hoặc từ chính những kẻ được gọi là gì nhỉ? À, những kẻ được gọi là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường mà không chịu chứng minh bằng thực tế trên chính những giao dịch ở trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân họ thì xin lỗi nhà đầu tư tử nạn là điều chắc chắn rằng bản thân các bạn sẽ phải là người chịu hậu quả tại sao rất nhiều nhà đầu tư có thể không giao dịch được ở trên thị trường giao dịch forex này bởi vì đơn giản rằng những giá trị mà nhà đầu tư tham gia vào những giá trị nhà đầu tư vận dụng vào thực tế không thấy rõ được bản thân những người đứng ra chia sẻ đó họ áp dụng để cho chúng ta thấy rõ được cả một quá trình họ vận dụng như thế nào và trong thực tiễn trên chính những giao dịch của bản thân họ trên thị trường đấy mới là điều đã giúp cho rất nhiều nhà đầu tư tử nạn trên thị trường á à, quân forex thế giới hay pro trader hoặc là chuyên gia forex hoặc là bất kỳ một ai chia sẻ trên tất cả các diễn đàn các kênh youtube không chứng minh bằng thực tế xin lỗi nhà đầu tư kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợ ở trên thị trường giao dịch forex này mà thôi tôi mong muốn rằng trên con đường các bạn tìm hiểu về thị trường hãy nhìn nhận cho thật đúng và đánh giá cho thật kỹ và để thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường đây là cả một quá trình dài bản thân các bạn phải nhìn nhận từ ngay từ những bước ban đầu ở trên thị trường không có chuyện tham gia vào trong thị trường này chỉ nghe nói về thành công nghe mồm kể về những giá trị giao dịch đạt được ở trên thị trường xin lỗi nhà đầu tư đó chính là những giá trị của những thằng lừa đảo trên thị trường này đang xúi dục nhà đầu tư để mà lao vào trong thị trường tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tìm hiểu về thị trường hãy đi thật chậm đánh giá cho thật kỹ và nhìn nhận mọi vấn đề cho thật rõ chứ đừng lao vào trong thị trường này để rồi khi mà nhìn nhận được vấn đề thì bản thân các bạn nói lời hối hận chỉ là quá xa xỉ trong những thời gian tới Tôi vẫn đánh từ những tài khoản nhỏ đi lên tài khoản lớn để cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này và tôi sẽ chia sẻ về những góc quất ở trên thị trường giao dịch Forex để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và định hình và để nhà hiểu được rằng sự khốc liệt trên thị trường này là như thế nào Bí quyết hay phương pháp hay kiến thức chẳng có một giá trị nào có thể giúp được cho nhà đầu tư ngay bản thân nhà đầu tư không chịu giúp cho chính mình không chịu nhìn nhận cho đúng mọi giá trị bằng thực tiễn thì xin lỗi nhà đầu tư trả giá đó là điều hiển nhiên của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này tôi là trần quốc minh chủ của website đào tạo forex com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư trả giá đó là điều hiển nhiên của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex